Good morning, everyone. It's me, Vivian. Welcome back to my channel. Today we are doing a video about how good I'm going to do gymnastics. I've been doing gymnastics for a long time. Ủa, Vivi nói tiếng Việt giới thiệu đi con. Biết nói tiếng Việt không? Hiểu không? Nói xin chào ông bà, cô bác, anh chị. Con nói đi. Con xin chào. Con xin chào. Ông bà. Ông bà. Cô bác. Cô bác. Hôm nay con tập thể dục. Hôm nay con tập thể dục. Con xin mọi người ủng hộ kênh của con với mẹ. Okay. So now we're going to do our gymnastics. Rồi làm đi. Alright. First we're going to do. Mệt quá đang nấu ăn vì đang nó bắt quay phim nó tập thể dục nè. Mệt lắm mọi người ơi. Ơi. Không ngừng, một ngày 5 giờ sáng dậy đến. Rồi. Đó mọi người thấy không? Thấy Vivian giỏi không? Đây. Đó. Đây. Rồi. Đây. Đó. Ở lúc trước ở dưới nhà Lucy có cái lớp tập yoga mà bây giờ đóng cửa rồi. Dịch corona cái gì cũng đóng cửa hết. Nên Lucy hồi lúc cũng hay dắt Vivian đi tập yoga đó. Tập được có mấy 3-4 ngày à, cái lớp đóng cửa luôn. Rồi. Quay cái clip này làm chi vậy? Kêu mẹ quay clip này để làm chi? What you want me to do a video about this for? Oh, you want to show people you can do gym? Gym, how you say? By English? Này là cái gì? Aerobic hả? Gymnastics. Gymnastics hả? Gymnastics là gì cũng không biết nữa, mà tôi chỉ biết là từ tập thể dục thôi. Rồi. Gymnastics. Vivian can do gymnastics nha mọi người. Tôi không biết tiếng Anh nhiều đâu. Tôi lo hồi trẻ lo đi làm không? Làm kiếm tiền. Làm kiếm tiền giúp đỡ mọi người, những ai cần giúp. Rồi. Bây giờ có con công chúa này rồi nên dừng, tạm dừng mọi việc để lo, tập trung lo cho cô công chúa này. Cô công chúa này thì rất là tự tin. 6 tuổi mà giống như bà già vậy đó. Rồi, gì nữa? Cô này đẻ trong bọc điều nè, nên cổ khác lạ quá mọi người ơi. Rồi. Wow, so you want to tell people exercise every morning like you? Yeah, I always do. Vì bạn muốn mọi người tập thể dục cho khỏe nè, giữ sức khỏe nè. Rồi ở yoga làm sao? Hả? Ở yoga lớp teacher yoga làm sao? How the yoga teacher doing another day? How they do? How they tell? That's enough. Nào ngồi thẳng lưng lên hả? Rồi tập thể dục nữa đi. Rồi muốn mẹ đưa này lên YouTube hay không? Dạ. Ý là muốn quay này để đưa lên YouTube phải không? Mà thiệt luôn á. Nhà mà có con nít nha, không bao giờ mà hết công chuyện làm hết á. Lúc nào cũng có công chuyện của mình mọi người ơi, mệt. Nấu ăn, rửa chén. Rồi Lucy đâu có thích xài máy rửa chén đâu, cho nên Lucy phải rửa bằng tay đó mọi người. Nhà chỉ ở bên Úc này không có ai, không có bà con cô bác thân thuộc gì hết á. Lucy kêu mấy đứa cháu, hai đứa cháu con của em trai Lucy. Hai đứa cháu Lucy học ở Singapore 5 năm này, kêu qua Úc học tiếp nè. Mà mấy đứa nhỏ thì thích học ở Melbourne, mà Lucy nói thôi qua Brisbane đi. Vì Lucy định cư ở Brisbane rồi. Hồi xưa thì trẻ thì rất là thích Melbourne á. Mà không biết làm sao tự nhiên già cái thích Brisbane nữa. Tại vì đây, đó, đồ chơi. Đây. Thì Lucy ráng mà
cho Vivian đang học ở đây là tính tiếp. Mệt quá rồi. Vivian hát cũng hay lắm á. Con muốn hát bài gì tặng cho quý vị khán giả không? Guys, come down if you want to do my video that I have to do my gymnastics in a shopping center. Rồi. Come down rồi. Con nói ba con hay muốn hát bài gì hôm nay tặng khán giả không? Tặng quý vị khán giả của con không? Biết quý vị khán giả là gì không? Muốn hát bài gì? Hát bài gì hôm nay tặng mọi người? Thích hát bài gì? Thích biết hát bài Ôi ông đi có cái bụng kỳ ghê. Ủa cái đó là cho bé đi hả? Chứ muốn hát bài gì đây? Rồi, cô nói cái bài đó cho em bé, giờ cô lớn rồi. Ô trời ơi, mũi vô kìa, nhanh lên đóng cửa lưới lại. Mẹ không quay nữa đâu, xin chào mọi người, xin chào quý vị khán giả đi. Đây con kiss. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. And thanks for watching my channel, guys. Make sure to click the subscribe button, turn notifications, and bye. Vivian nói mọi người nhớ đăng ký kênh của Vivian Lucy nha. Lucy quay vô nướng gà tiếp, chiên gà tiếp đây không thôi nó cháy.